Ông nhanh tao xuống. Tao không xuống nè. Tao về hay tao vô nhà anh đâu đó. Kịp đâu. Tao xuống nè. Tao về mày đi ra mà. Quay, quay lên chạy, quay đi. Quay đi. Đi xuống nhà rồi mà. Quay đi. Quay cho anh chịu tay. Quay. Nhà thế tao không có sao. Quay đi. Anh đi xuống nhà rồi. Tôi bây giờ tôi không ăn. Không ăn gì nha. Không ăn gì. Tao không ăn. Tao vô bán cần. Không ăn gì. Tao không ăn. Nghe không? Không ăn thì tao cho đi. Mày á, làm từ sáng mày không có đậu đất cho mày. Nha. Có muộn gì á. Già luôn kéo ăn mày lên. Cho mày chết tới. Mày cái mặt của mày là không có động đất. Được không? Con người mất lịch sự đó đó. Tao không vậy luôn á. Có nhảy vậy đó thấy không? Anh nhảy. Quay đi. Quay đi. Ha, mày lỗi mày bột tội tao nhớ không? Thôi nghe chưa? Nghe chưa? Cái thằng này á bà không có biết. Bà không có biết. Không cho ai ăn mày, không ai ăn cái mày. Mày chạy bốn rồi mày lão hả? Tao muốn chạy cái gì mày? Mày chạy bốn, mày chạy mẹ mày, mày đủ mẹ. Mày đủ mẹ mày quen rồi. Mày lao qua đường mày chửi người ta đủ má hả? Mày đê mày đủ mẹ mày có mẹ mày đủ không mày không đủ vợ mày. Đủ má mày. Mày thấy chưa? Quay đi. Con cũng chắc chắn cho quay á. Quay đi. Quay đi. Bà thấy tôi quýnh không? Bà thấy tôi quýnh không? Bà đi về luôn. Bà đi vô luôn. Vô luôn làm chứng. Thấy không? Bà có bỡ nịnh mấy thằng này nó làm cái gì? Cân bằng gì? Bà già mà bà không thấy cái gì bà nói. Mấy thằng này mà có làm cái gì được đâu bà giờ cho bà ấy. Bà sợ nó rước bà hả? Bà sợ rước bà hả? Đúng là bà ai vô? Bà già mà bà ai vô? Bà già mà ủa chứ nó đánh tôi phải cầm giáp chứ. Đàn ông nó đánh tôi phải cầm chân chứ. Nó đánh tôi cầm chân sao? Đủ má nó đánh tôi mà không cầm chân hả? Nhắc chưa? Bây giờ có đi. Ông chủ cho mày biết. Ông chủ ơi, nhịn đi. Không, cho mày biết cái vậy á, đủ má mày lại đánh tao đi. Mày đánh tao đủ má mày dở tiền á, mày dựng đó mày nghe tao mày hồ. Đủ má tao kỳ bao má chân tao chưa bao giờ, đủ má mày dám đánh đi. Tao đủ má biết tiền tao. Biết không? Đủ má mày đạo đức, mày không mày tài xế mà mày không có đạo đức.